Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Trình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đang chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, chủ nhật ngày 12 tháng 3. Chiều mùng 10 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, đánh giá tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ bản 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2023. Năm 2023, huyện Hà Quảng được giao kế hoạch vốn đầu tư công là 188,9 tỷ đồng. Đến ngày 7 tháng 3 năm 2023, đã giải ngân được hơn 4,8 tỷ đồng, đạt 2,6% so với kế hoạch vốn giao. Trong năm 2023, huyện sẽ triển khai thực hiện 132 công trình, trong đó có 76 công trình chuyển tiếp, khởi công mới 55 công trình, một công trình chuẩn bị đầu tư. Trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thực hiện tổng nguồn vốn là 161,5 tỷ đồng với 88 công trình, chiếm 75% tổng số vốn đầu tư công. Đến nay đã thực hiện giải ngân 3,3 tỷ đồng, đạt 2,08% kế hoạch. Theo đánh giá, công tác quản lý nhà nước về đầu tư công được đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Các chủ đầu tư đã chủ động phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đảm bảo tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, một số chủ đầu tư chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, đôn đốc hoàn thiện thủ tục, triển khai thi công. Nhiều hồ sơ dự án công trình thiết kế chất lượng thấp phải chỉnh sửa, bổ sung làm kéo dài thời gian thẩm định. Nhiều công trình phải thực hiện từng giai đoạn do không đủ nguồn vốn đầu tư, dẫn đến việc đầu tư chưa đồng bộ, chắp vá. Tại hội nghị, trên tinh thần thẳng thắn trách nhiệm, các đại biểu, chủ đầu tư và các doanh nghiệp đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, tư vấn, thi công, thanh toán, thông tin về các chính sách và cập nhật tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện các công trình, dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công. Từ nay đến cuối năm 2023, huyện Hà Quảng sẽ tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, kiên quyết loại bỏ những dự án kém hiệu quả, dự án chưa thực sự cần thiết, ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững, thực hiện cắt giảm thủ tục không cần thiết, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Phần đấu đạt mục tiêu đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2023, các công trình chuyển tiếp sẽ đạt tiến độ thi công trên 60% và thực hiện xong các thủ tục đầu tư đối với các công trình khởi công mới. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, các công trình chuyển tiếp sẽ đạt tiến độ thi công 100%, bàn giao đưa vào sử dụng. Các công trình khởi công mới tiến độ thi công đạt trên 90% về tiến độ giải ngân, phân đấu đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, đạt trên 95% kế hoạch vốn đối với các công trình chuyển tiếp và tối thiểu đạt 90% kế hoạch vốn giao đối với các công trình khởi công mới. Công đoàn cơ sở khối huyện ủy Hòa An vừa tổ chức đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn cơ sở khối huyện ủy Hòa An hiện có 29 đoàn viên sinh hoạt tại 3 tổ công đoàn. Nhiệm kỳ qua, ban chấp hành công đoàn khối đã chủ động tham mưu việc triển khai quy chế dân chủ tại đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức ngay từ đầu năm tham mưu phối hợp cùng với các cơ quan giải quyết chế độ chính sách tạo điều kiện làm việc và học tập cho cán bộ công chức đơn vị đảm bảo mọi chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên như tiền lương nâng lương bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế kịp thời đúng quy định công tác thăm hỏi các đoàn viên và thân nhân bị ốm đau tặng quà con em đoàn viên được thực hiện đầy đủ kịp thời đúng chế độ 100% cán bộ công chức tham gia đóng góp ủng hộ các loại quỹ từ thiện nhân đạo với số tiền hơn 198 triệu đồng. Hàng năm, 100% gia đình đoàn viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% nữ cán bộ công chức đạt danh hiệu giỏi việc nước đảm việc nhà, cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở khối huyện ủy Hòa An tiếp tục quán triệt nghị quyết đại hội đảng, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công chức vững mạnh đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ công chức, phân đấu công đoàn cơ sở khối đạt vững mạnh hàng năm. Trên 80% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến và trên 80% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc hàng năm. 100% nữ cán bộ công chức đăng ký thi đua thực hiện tốt phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà. Đại hội đã bầu ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí, bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các chương trình cho vay vốn tín dụng chính sách xã hội, đến nay tổng dư nợ tại huyện Hạ Lang là 197 tỷ 805 triệu đồng với 2.954 hộ đang vay vốn, tăng trưởng hơn 2,7 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm trong đó chủ yếu dư nợ ở chương trình cho vay hộ nghèo trên 92,8 tỷ đồng với 1.620 hộ vay vốn, cho vay giải quyết việc làm dư nợ trên 33 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo dư nợ trên 25,3 tỷ đồng, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn dư nợ 17,6 tỷ đồng, Ngoài ra, các khoản cho vay khác như xuất khẩu lao động, học sinh sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ mới thoát nghèo, nhà ở cho vay theo nghị quyết 11 đã tiếp cận với đông đảo người dân, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu vay vốn sản xuất chăn nuôi, tạo việc làm, góp phần tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát triển ổn định đời sống, an ninh chính trị và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tính riêng từ đầu năm đến nay, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Hạ Lang đã triển khai và cho vay được 10 tỷ 558 triệu đồng với 146 hộ được vay vốn. Thời gian tới, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tổ tiết kiệm và vay vốn, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chương trình chính sách, nhất là chính sách mới đến bà con nhân dân. Ngày 12 tháng 3, huyện đoàn Hà Quảng tổ chức chương trình gia quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2023. Tại buổi gia quân, có hơn 30 đoàn viên thanh niên cùng bà con nhân dân xóm Hòa Mục, xã Trường Hà tham gia thực hiện sửa chữa gần 200 m đường giao thông nông thôn Bắc Rụa để chuẩn bị cho xóm đổ bê tông, giúp người dân đi lại thuận lợi. Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2023 khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ trong dựng xây quê hương đất nước nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả chuỗi các ngày hoạt động cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng tháng thanh niên năm 2023 và chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Thạch An vừa tổ chức giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đức Long tháo dỡ nhà, vận chuyển vật liệu thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát. Theo đó, gia đình bà Đinh Thị Ngại ở xóm Thành Công, xã Đức Long là gia đình thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện chủ trương của cấp ủy chính quyền địa phương về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát năm 2023, đồn biên phòng Đức Long, công an huyện, tiểu đội dân quân thường trực xã Đức Long đã cử 30 cán bộ chiến sĩ cùng nhân dân xóm Thành Công giúp đỡ gia đình tháo rỡ nhà, vận chuyển vật liệu, dọn dẹp để lấy mặt bằng xây dựng căn nhà kiên cố sự giúp đỡ về ngày công lao động của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đức long công an huyện cùng với lực lượng dân quân thường trực xã và bà con lối xóm đã giúp gia đình giảm bớt được chi phí tháo rỡ vận chuyển vật liệu đồng thời thể hiện trách nhiệm sự quan tâm chăm lo của đảng nhà nước chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể lực lượng vũ trang đối với hộ nghèo hộ gia đình chính sách nơi biên giới qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân Tiếp theo sau đây, như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Sáng 12 tháng 3, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ cơ quan địa phương về phương án dự kiến đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc Ninh Bình Nam Định Thái Bình và Gia Nghĩa Đắk Nông Trơn Thành Bình Phước. Tuyến cao tốc Ninh Bình Nam Định Thái Bình với chiều dài nghiên cứu khoảng 88 km, đoạn qua tỉnh Ninh Bình với chiều dài là 26 km đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình 62 km và dự án Giang Nghĩa, Đắc Nông, Trơn Thành, Bình Phước với tổng chiều dài hơn 128 km. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh đây là hai tuyến đường chiến lược, có vai trò, vị trí hết sức quan trọng, tạo động lực, không gian và mở ra sự phát triển mới cho vùng đồng bằng sông Hồng, vùng đông Nam Bộ và các địa phương, nhất là các tỉnh như Nam Định, Thái Bình, Bình Phước, với rất nhiều tiềm năng lợi thế nhưng việc phát triển còn nhiều khó khăn hạn chế do hạ tầng giao thông chưa đồng bộ đặc biệt thiếu đường cao tốc kết nối thủ tướng ghi nhận quyết tâm cao của các bộ ngành địa phương và nhà đầu tư đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị triển khai hai tuyến đường huyết mạch này về phương thức đầu tư thủ tướng đề nghị đầu tư theo hình thức đối tác công tư kết hợp nguồn vốn trung ương địa phương và doanh nghiệp theo luật hợp tác công tư trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa nhà nước người dân và doanh nghiệp hài hòa lợi ích chia sẻ rủi ro Thủ tướng yêu cầu công tác chuẩn bị đầu tư phải tích cực, kỹ lưỡng, chất lượng hơn nữa. Các địa phương chuẩn bị sẵn sàng các mỏ nguyên vật liệu để giao cho chủ đầu tư, nhà thầu khi triển khai dự án theo các nghị quyết, chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ về vấn đề này. Các nhà tư vấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát vào tình hình thực tiễn, tất cả vì cái chung. Về thiết kế, thủ tướng yêu cầu các tuyến cao tốc phải có quy mô 4 làn hoàn chỉnh, tính toán lại tổng mức đầu tư, suất đầu tư cho phù hợp. Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng nhấn mạnh chính phủ địa phương và các cơ quan đơn vị chủ thể liên quan phải vào cuộc, các bộ ngành địa phương đơn vị liên quan đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa, quyết liệt, khẩn trương, tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí. Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải sẽ bổ sung các dự án này vào danh mục các công trình dự án chỉ đạo triển khai. Vietnam Airlines vừa triển khai chương trình Lotus Student giảm giá vé dành riêng cho khách hàng từ 18 đến 26 tuổi khi mua vé trên các hành trình nội địa và quốc tế do Vietnam Airlines khai thác. Theo đó, năm 2023, Vietnam Airlines dành tặng ưu đãi giảm 5% giá vé máy bay cho toàn bộ hành trình nội địa Việt Nam và giảm 10% khi khách hàng mua vé trên các chuyến bay quốc tế. Chương trình áp dụng cho hạng phổ thông tiêu chuẩn, phổ thông tiết kiệm và phổ thông linh hoạt. Đối tượng được hưởng ưu đãi trong chương trình này là những khách hàng ở độ tuổi từ 18 đến 26, là hội viên chương trình bông sen vàng và có thẻ sinh viên còn hiệu lực. Hành khách cần mang theo thẻ học sinh, sinh viên khi làm thủ tục check-in. Việt Nam Airlines cho biết sẽ triển khai thêm nhiều chương trình hấp dẫn dành cho khách hàng trẻ, các bạn học sinh, sinh viên từ nay đến cuối năm. Vụ thống kê dân số và lao động, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết Tổng cục Thống kê đang có những bước chuẩn bị cho sự kiện Việt Nam chào đón công dân thứ 100 triệu. Lãnh đạo Tổng cục Thống kê cho hay, trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế toàn cầu, tất cả các quốc gia đều coi nguồn nhân lực là công cụ quan trọng nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thì Việt, Việt Nam đón công dân thứ 100 triệu này được coi là một dấu mốc đáng tự hào, giúp nâng cao vị thế của Việt Nam đối với bạn bè và đối tác quốc tế. Với quy mô dân số 100 triệu cộng với các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển phù hợp, một môi trường chính trị ổn định, một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầy ấn tượng trong con mắt bạn bè quốc tế. Để đánh dấu sự kiện đáng nhớ này, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan, Tổ chức sự kiện lớn đón chào công dân thứ 100 triệu của quốc gia, thời gian dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 4 năm 2023 với ba hoạt động lớn: lễ cổ động diễu hành 100 triệu, dấu chân con cháu Lạc Hồng, lễ meeting sự kiện Việt Nam đón công dân thứ 100 triệu, lễ thăm và đón công dân thứ 100 triệu tại bệnh viện. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 0 giờ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022, dân số Việt Nam đã đạt 99,2 triệu người. Với tốc độ dân số trung bình, những năm gần đây dự báo trung tuần tháng 4 Việt Nam sẽ chính thức trở thành một trong 15 quốc gia trên thế giới và một trong ba quốc gia khu vực Đông Nam Á có quy mô 100 triệu người. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm dịch y tế biên giới để ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi xâm nhập vào nước ta. Bộ Y tế dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, dịch COVID-19 vẫn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp, gây quan ngại quốc tế. Các bệnh dịch nguy hiểm mới nổi khác tiếp tục được ghi nhận, như bệnh bại liệt, chủng hoang dại tại khu vực châu Phi và địa Trung Hải, đậu mùa khỉ tại châu Mỹ và châu Âu do đó để chủ động phát hiện ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào nước ta cục y tế dự phòng bộ y tế đã có văn bản đề nghị tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới gửi trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế các tỉnh thành phố trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế cụ thể cục y tế dự phòng yêu cầu cập nhật thường xuyên các thông tin về các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ xâm nhập vào nước ta để chủ động áp dụng các biện pháp giám sát phòng chống truyền thông tại cửa khẩu đề nghị trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế các tỉnh thành phố trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế tiếp tục xây dựng kế hoạch đề xuất danh mục cơ sở vật chất trang thiết bị để phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế thường xuyên ra soát cập nhật kế hoạch dự phòng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh tại từng cửa khẩu lưu ý cần có sự phối hợp tham gia của các cơ quan chức năng tại cửa khẩu cơ quan y tế địa phương phối hợp chặt chẽ với các viện, vệ sinh dịch tễ, Pasteur để tổ chức tập huấn kỹ thuật chuyên sâu cho cán bộ làm công tác kiểm dịch y tế. Chuyển sang tin quốc tế, hãng dược Anh Thụy Điển AstraZeneca cho biết các bệnh nhân ung thư phổi được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch Infizin do họ phát triển đã sống lâu hơn đáng kể. Trong cuộc thử nghiệm của AstraZeneca, các bệnh nhân ung thư phổi được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch Infizin trước và sau phẫu thuật đã sống lâu hơn đáng kể mà bệnh không tiến triển hoặc tái phát so với những người được điều trị bằng phương pháp hóa trị liệu. Thuốc Imfizi 500mg trên 10ml chứa hoạt chất Duvalumab là liệu pháp điều trị ung thư trên hệ thống miễn dịch mới nhất được sử dụng trong điều kiện cho bệnh nhân ung thư phổi, ung thư biểu mô đường niệu. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sau